Ok, chào mừng anh em đến với số tiếp theo. Đấy, quả đầu tiên này ông Bưu điện Việt Nam. Quả này là lỗi do cái ông lái xe thôi. Biển cấm xe khách với xe tải và hạn chế chiều cao, thế nhưng mà ông vẫn cứ lao vào này, đúng là tôi cũng bó tay chấm com luôn, chứ còn thế nào mà đỡ được nữa anh em. Đấy, xong rồi lại tắt đường luôn. Rồi. Tiếp theo, cái gì đây? Chúng ta sẽ có một thanh niên đi CX5 loi choi đấy, xong gặp ngay gọi là một thanh niên xe máy nóng tính, thế là mất cái gương chiếu hậu à, không biết là có gãy không? Hình như là không gãy anh em ạ. Rồi. Nhỏ, lần sau chắc là sẽ nhớ hơn anh em ạ. Chứ là ở thành phố thì nói chung là rất nhiều cái kiểu đi như thế này, nhiều khi anh em nó cũng bực, nhớ. Đấy, lẽ ra là cái làn rẽ trái và quay đầu này là đi được rồi, thế nhưng mà choi lên là tắt cả một đoàn đằng sau, nghĩ nó cũng cay chứ. Rồi, cái gì đây? Ôi giời, quả này là ông xe con này ông lại sang đường rồi. Ông chắc là ông định sang đường hay ông quay đầu ở đoạn này rồi, thế là chịu. Ông qua đường như này đúng là bó tay luôn anh em ạ. Cái gì nữa, chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo sau đây. Sẽ có điều gì xảy ra ở đây? Rồi, thế là một số thanh niên là loi choi lên rồi. Đây, Mercedes 15A 56679. Đấy, các anh nhiều tiền rồi, các anh vẫn thích vội vàng. Rồi, tiếp theo đây sẽ là một thanh niên này. Một cái thanh niên cực kỳ gọi là đặc biệt. Đấy, con Hyundai Accent đời mới. Ông ấy ra đường xong ông ấy lắp còi, lắp đèn loạn xì ngẫu lên. Đấy, nắp còi xong bắt đầu là lạng lách đánh võng loạn xì ngẫu lên. 30N518. Phát này là chắc chắn là sẽ được gọi là các anh triệu tập lên để nhận phiếu bé ngoan là chắc chắn luôn anh em ạ. Nếu như cái biển kia là cái biển định danh chính xác thì không chạy đi đâu được. Rồi, đẳng cấp đấy. Không biết là ra đường thể hiện cái gì, không biết được anh em ạ. Tôi cũng không biết. Cùng theo dõi tình huống tiếp theo sau đây. Đây là trên một tuyến đường cao tốc vào ban đêm. Hiện tại thì theo camera nó đã là rơi vào 1 giờ 17 rồi. Và có một thanh gỗ rất dài, rất to nằm ở giữa làn đường cao tốc. Đấy, đi như thế này đêm hôm đúng là thực sự là rất là nguy hiểm anh em ạ. Và người anh em có camera hành trình này đã xuống xe và quay lại để nhặt. Rồi, chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống tiếp theo. Một cái tình huống nữa xảy ra trong phố vào 21 giờ. Đây, chuẩn bị đến đây rồi. Đường thì tôi thấy khá là đông đúc anh em ạ. Rồi, một chiếc xe vọt lên. Đấy, và chiếc thứ hai lối đuôi vọt lên và va chạm có camera, chiếc xe có camera hành trình và sau đó là vụ gọi là chim cút luôn. Lặn mất tăm. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với một ngã tư giao lộ. Và cùng xem, đây là đoạn hình ở Linh Bình anh em ạ. Sai. What the hell? Rồi. Quả này là cái quả may mắn cho cả hai này anh em ạ. Quả ninja của chúng ta đi từ trong, tôi nghĩ cái đường ngoài này là cái đường quốc lộ 1A thì nó sẽ là cái đường ưu tiên anh em ạ. Tuy ở cái góc này thì nhìn nó không được cái biển báo, tuy nhiên là cái đường ngoài kia là cái đường phân làn đấy và có giải phân cách cứng, thì tôi đoán chắc là cái làn đấy của ô tô đang đi sẽ là đường ưu tiên. Và các mẹ ra đường thì chắc chắn là tôi nghĩ là quả đấy là thôi là may cho cả hai họ rồi nha. Cùng đến với cái tình huống tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ có gì đây? Một tình huống xảy ra vào ngày 9 tháng 10 năm 2024 vào khoảng tầm 22 giờ 16 phút.
và chúng ta sẽ cùng đến xem một cái tình huống mà một người đã đăng xuất. Ấy, anh em thấy quả xe máy đi vào phần đường ngược chiều không? Đỡ bằng niềm tin anh em ạ, quả ô tô không thể đỡ nổi, không còn cách nào để đỡ vì tốc độ gọi là tốc độ bát hương vàng thì ai mà đỡ được. Không còn cách nào để mà đỡ, nhọ cho người anh em có ô tô này rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với lại một cái thành phần nói choi tiếp theo. Mà nói tóm lại cái tình huống này thì cũng đau đầu lắm anh em ạ. Nó là văn hóa rồi. Nó văn hóa của một số ông lái xe rồi. Đấy, va chạm rồi. 29H49464 đấy. Rồi chung mở cửa xuống đấy. Mở cửa xuống đấy. Xảy ra va chạm. Đấy. Nói, cũng như nói. Xảy ra va chạm và gãy gương chiếu hậu của chiếc xe có camera hành trình này, và ông bán tải là ông ấy chuồn luôn rồi, mất tích luôn rồi. Cùng đến với tình huống tiếp theo sau đây, trên một tuyến đường cao tốc, và chúng ta sẽ cùng để ý chiếc xe màu đen phía trước. Đây rồi, anh chuyển lan thôi. Rồi, vâng, tuyệt vời. Anh có một cái pha chuyển làn mà đúng là ối rồi ôi luôn anh em ạ. Ai, đường này nhưng cũng không phải đường cao tốc đâu, nhưng là đường 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 nào nhưng không phải đường cao tốc đâu, nhưng mà pha mà chuyển làn của ông xe đen thì đúng là ối rồi. Không là ông không biết là ông xe đen là ông định quay đầu hay ông chuyển làn là phát đấy, mà ông ấy có thể có một cái pha gọi là tôi cũng đỡ người bởi cái kiểu mà đi đứng của các ông như thế này luôn. Ôi, xuống mà đất bè bắt đèn ông xe ben phát này thì ông xe ben này nhọ thật anh em ạ. Chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo sau đây trên cao tốc Hà Nội Lào Cai này. Ôi, lại một cái thằng nửa tải ấy. Một cái thằng nửa tải mà nó gọi là não nó phẳng luôn anh em ạ. So sánh bảo con nhện với con cờ hó thì bây giờ lại xúc phạm chúng nó quá cơ, nhưng mà các ông hiểu không? Các ông đi trên này vừa mất 16 triệu mà các ông lại hiện chỗ lên khối luôn. Rồi. Ra mạnh lên con không sao đâu, hiện lên. Hiện lên đúng rồi. Tuyệt vời. Đúng rồi, mạnh nữa đấy. Hiện mạnh lên, con đẩy hết ga luôn, đúng rồi, đẩy hết ga cho lên khối luôn, con đẩy lực nè, đó, lên khối đấy không đó. Quý vị thông cảm nghe, cháu nó còn nhỏ cho nên là nó lên chương trình nó hơi ngại. Thôi bây giờ là tới phần trao thưởng nè. Rồi, như vậy là một thanh niên lái con máy cày à, con này xe này là xe ở trong Tây Nguyên à, vẫn hay đi chở trên dãy đây, quả đầu đầu nổ gọi là đẳng cấp đấy anh em ạ. Nhưng mà không biết là thanh niên này hình như là phanh không hãm được, thế là thôi sau cái vụ vào đổ xạ đổ dầu này là lại bay mất cái đầu máy rồi. Không biết là mấy cây dầu mấy bơm dầu kia nó có ổn không, nhưng mà thì thấy nói tóm lại là phát này là thanh niên này là số hơi nhọ rồi anh em ạ. Không biết là có bung thiết bị của các cái cây bơm dầu hay không thì không rõ lắm. Rất nhọ. Rồi, chúng ta sẽ đến với một cái tình huống tiếp theo sau đây. Xoài, anh em nhìn không? 24C07425. Vượt lên rồi. Xoài, xoài. Úi giời ơi, quả ông bảy chỗ phát đấy là phải ướt đúng quần luôn anh em ạ. Ôi giời ơi, bảo sao mà nghề nó nhọ như là như thế này đây anh em. Phát đấy đúng là quả ông bảy chỗ là có khi về sờ đúng quần ướt sũng luôn đấy, không phải là đơn giản đâu. Đấy, bảo sao mà nghề nó nhọ là như thế đây anh em ạ. Nghề nó nhọ đấy. Chúng ta sẽ đến với một tình huống tiếp theo sau đây. Đấy, quả dừng xe xong bắt đầu bật đèn pha mù mắt luôn. Có khi này còn không biết là cái công tắc hạ cốt nó ở chỗ nào ấy luôn anh em ạ. Thật sự luôn đấy. Chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo. Xe! Mày biết bố mày là ai không? Rồi. Đấy.
Bởi quay mặt lại mặt vênh vênh nên là sang bên kia ăn vào con BMW nên là tuyệt vời hơn, hiểu không? Thế là ngu. Thế là ngu. Rồi, ông này anh em thấy là ông sẽ con màu đen nha. Ông ấy đi đường nắng quá thì ông ấy lúp lùm anh em ạ. Tôi cũng chả hiểu cái tư duy gì mà ông ấy lái xe ô tô mà ông vẫn giữ được cái tư duy như vậy thì tôi cũng chịu luôn nhỉ. Đúng là bó tay chấm com. Này, cái gì đây? Drip ghê vậy. Rồi, để chúng ta sẽ cùng xem là anh làm cái gì ở đây. Rồi. Thế là cất xe à? Mà không biết là có phải nhà mình hay không chứ này. Rồi. Thế là gọn lõn và vừa đẹp luôn. Tiếp theo sau đây. Gì đây? Ủa? Đây này. Ồ. Đâu lại dí đít nhau thế này nhỉ? Lạ nhỉ? Không hiểu kiểu gì luôn. Chúng ta sẽ đến với một cái tình huống. Nói chung là cái tình huống này thì nó nói thì nó cũng được, mà không nói thì nó cũng được. Cái ông 15A này, ông ấy đi ở trên cái cầu Long Biên, Hà Nội, nhưng mà ông ấy không bám cái phần đường ở bên trái mà ông ấy bám sang cái để cái phần đường bên phải để cái phần đường dành cho xe máy. Ông ấy không nhường cho người ta một tí được. Ông ngồi ô tô, ông ấy đi. Đấy, tôi cái tình huống này là cho ông đi gọn gọn để cho xe máy người ta đi, đường nó nắng nôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với các cái thanh niên lười làm và muốn có ăn, rất là manh động. Đấy, một đối tượng mặc quần áo tài xế công nghệ đang gọi là giả vờ gọi điện đứng cảnh giới. Và phía trong này thì chúng ta sẽ thấy rằng là một thanh niên đang lấp ló thập thò để có những cái thao tác. Đấy, 1, 2, 3, vâng, rất nhanh, 3 giây nên là anh đã mở được khóa. Thế nhưng mà mất xe thì thôi, có gì đâu. Tóm lại tình huống này là mất xe rồi. Đấy, bây giờ các thanh niên người làm mà muốn có ăn nhiều lắm anh em ạ. Chúng ta lại đến với tiếp tục với một cái thành phần gọi là não phẳng, mà nói thẳng là không có não đi. Đấy. Lại lùi, cái đường này là đường dẫn vào cao tốc, lùi là mà có camera là vẫn cứ dính đòn bình thường anh em ạ. Mặc định nó là vẫn là cao tốc rồi. Đấy. 16 đến 10 15 đến 17 triệu. Quả này mới căng này anh em này. Căng đét luôn này. Quay rồi. Đấy. Thế là còn ông đằng sau là bem luôn vào đít, không có camera hành trình này nữa cơ. Phát này là quả này là ông công ông nhập làn đây. Đấy, xong rồi ông xe tải mấy ông lại bám sát đít nhau quá đây mà. Ông công ông nhập làn thì ông đã thiếu quan sát rồi, xong lại thêm được mấy ông gọi là bám sát đít nhau, không giữ khoảng cách an toàn. Chúng ta đến với tình huống tiếp theo trên cao tốc Hà Nội Lào Cai. Và ông 16 số ông đã vượt lên rồi. Không biết là lúc trước là các ông có mâu thuẫn gì không, thế nhưng mà sau đó là ông 16 chỗ ông vượt lên, sau đó là ông chèn ép ông xe tải. Và phát này thì là đội cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng họ đã vào việc rồi, và họ đã xác minh và mời tài xế 16 chỗ lên để uống nước trà. Và chắc chắn là có phiếu bế ngoan, và phiếu bế ngoan này thì chắc là cũng không ít đâu anh em ạ. Cũng vài củ đấy, không đơn giản đâu anh em ạ. Chúng ta sẽ đến với một cái tình huống xảy ra tại thành phố Hà Nội. Đây xảy ra tại đấy. Mấy ông đi xe cứ toàn dí và đít nhau thôi. Và trời thì nó mưa. Nhưng mà cái tình huống này thì nó lại liên quan đến một cái người đi bộ sang đường. Đấy. Một người như là một người phụ nữ đi bộ sang đường. Đấy, đoạn này sang đường rất là nguy hiểm này. Rồi. Bây giờ là không biết là cái người
Là cờ mũ xanh hay là cái người cờ mũ đen ở bên kia, không biết là có vấn đề gì hay không nữa cơ anh em ạ. À, nhưng mà người anh em xe tải là nhọ luôn. Đây, chúng ta sẽ gặp gỡ với mấy gọi là thanh niên đấy, choai choai ra đường xong bắt đầu là chạy ẩu này. Đấy, vừa mới va chạm với chiếc con camera chỉnh xong cái lại tiếp tục vỉa tiếp và đấy, làm ra đường luôn, đo đường luôn. Cái gì đây? Rồi, mấy anh em lại mang nhau ra đây giỡn ở ngoài đấy thì nó ra không nhỉ? Ô hay. Đùa. Ra có gì mà về nhà thì bảo nhau. Nhưng mà có nghĩa là đi ra đường xong rồi bắt đầu là gặp nhau. Ô, tuy nhiên mà sao lại hình như là sao lại bắt tay nhau được luôn đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái tình huống tiếp theo sau đây. Vào ban đêm. Ui rồi. Mẹ con gái. Gái. Rồi, mấy mấy em đẹp đấy. Cái này thì tôi phải nói với lại mấy cái ông gọi là thi công công trình. Cái ông làm cái hố nó to bằng cái tổ bố như thế này mà các ông không có gọi là băng rôn, không có cảnh báo, không có căng để cảnh báo người dân gì cả mà đêm hôm đi như thế này thì đúng là đây nó thuộc cái dạng tôi phải nói là nó là cái trách nhiệm rất là thiếu trách nhiệm với lại công việc. Rồi, chúng ta sẽ lại đến với một thanh niên ngu người lái con xe xanh SM đấy. Ông ấy vỉa đầu xe container mà đầu kéo này thì hàng thì tôi nghĩ là cũng nặng đấy mà ông lại vỉa sang đấy xong ông đạp phanh ông dí vào đít người ta dí vào đầu người ta thì tôi cũng đến chứ không tôi chả hiểu là ông tư duy của ông cái gì luôn. Ôi rồi tạm dừng rồi, quay rồi anh em xử lý đi. Tôi đố biết là anh em xử lý chịu và đấy chịu luôn. Cái gì đây? Uầy. Ơ à. Trời ơi. Thế mà ông vẫn đi được nhỉ? Thế mà ông vẫn vẫn đi được thì tôi chịu rồi. Chịu luôn, bó tay luôn. Giỡn cái gì ông nội? Giỡn gì đâu. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái tình huống tiếp theo sau đây. Cái tình huống này thì được biết là xảy ra tại Quảng Ninh. Anh em sẽ cùng theo dõi này. Đấy, ông xe trắng này ông vọt lên tốc độ ghê gớm luôn anh em ạ. Tôi không hiểu là ông này ông ấy lái kiểu gì hay là ông ấy định gọi là vỉa ông xe trắng đi trước hay sao ấy, nhưng mà sau đó gây tai nạn cho mấy người xe máy, khổ nhất là mấy người xe máy cơ. Ở một cái tình huống trong một con phố nhỏ, một cái con ngõ nhỏ, quả camera nắp ở trong này thì nhìn nó không rõ lắm anh em ạ. Đấy, thế nhưng mà không hiểu là ông nào ông đi mà ông lại có quả ông ấy vỉa vào đít người ta luôn, bay luôn cái ba đời sốc cản sau luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo. Anh em cái tình huống này xem từ đầu nha. Đường nó rất xấu anh em ạ, và di chuyển thì cực kỳ khó khăn rồi. Và trong cái tình huống này theo camera, bác camera chia sẻ là có một cái xe đằng sau nó liên tục là nó đi nó bóp còi đấy. Bây giờ bắt đầu nó vượt lên này. Còn Mazda 3 61E 18263. Đây, anh em sẽ cùng theo dõi xem này. Đường rất xấu nha và di chuyển cực kỳ khó khăn. Và có lẽ là xe mấy thanh niên ngồi trên xe Mazda kia là có ý định là muốn vượt.
Thế nhưng mà người anh em lái xe có camera hành trình này là cũng chưa thể nào mà sắp xếp để mà nhường để cho mà vượt được. Rồi, bây giờ là các cái thanh niên ngồi trên xe ô tô bắt đầu xuống xe và có gọi là hành vi tác động vật lý đối với lại người tài xế có camera hành trình này. Đấy. Và cái hành vi này thì ôi trời, ghi hình nó cực kỳ là rõ ràng như thế này rồi thì tôi nghĩ rằng là lại sớm gọi là kính thưa hội đồng xét xử thôi anh em ạ. Về lại cứ nằm viện đấy khoảng tầm 3 tháng rồi không? Xong bắt đầu là đầu cứ đau ấy, xong cứ sốt liên tục ấy, hình như lại còn cầm thêm một số những cái vật giống gạch, giống đá đấy. Cứ làm viện khoảng tầm 3 tháng là khác biết ngay anh em ạ. Đủ đầy đủ căn cứ chứng cứ như thế này rồi thì chạy đi đâu được. Kính thưa hội đồng xét xử, cái lúc đấy là tôi tưởng thế nó là ngầu. Và bây giờ thì tôi đã ăn năn hối lỗi rồi. Rất mong rằng là hội đồng xét xử là khoan hồng và kính mong là thân chủ anh em là thông cảm, lúc đấy là hơi nóng tính. Chúng ta sẽ đến với một cái tình huống tiếp theo sau đây. Đấy, cái tình huống này là cái tình huống gọi là test thuộc, test giảm sóc của xe anh em ạ. Cái này thì có lẽ là tới đây tôi phải chắc là tôi sẽ phải hạ lương của cameraman thôi, chứ còn thì cameraman hôm nay làm việc nó cũng không được chuẩn chỉ lắm. Đấy, cơ bản là nó cũng hơi tối ở phía trong nên là nhìn nó cũng hơi khó anh em ạ. Không biết là mấy ở chỗ này mà giữa đường giữa chợ thế này mà mấy người này vẫn mang ra đây để test cuộc được, test giảm sóc được thì cả tôi cũng bó tay .com.vn. Rất may là không quay được biển số, quay được biển số hôm nay là thôi tôi lại về tôi đau đầu lắm anh em ạ. Không biết là có góc máy quay nào khác hay không, tôi cũng không rõ lắm. Cái này là chỉ test giảm sóc thôi nha anh em nha, chứ không có cái gì đâu. Đấy, anh em mua cái xe nó rộng rộng tí, thỉnh thoảng test giảm sóc nó cũng hợp lý hả? Ok, chúng ta sẽ đến với một cái pha đi ẩu, đi mất dạy, đi bố láo. Và tôi phải nói là như vậy, và đã hậu quả đã khiến cho 3 người đăng xuất khỏi trái đất, trong đó có 2... 3 người đăng xuất nha. Đấy, một chiếc xe chở răm gỗ, anh em nhìn thấy không? Có quả và vòng xuyến mà nó đóng cua, mà xe hàng nó nặng như thế mà đóng cua với tốc độ như thế này thì anh em bảo là làm sao mà đỡ được hả anh em? Làm sao mà đỡ nổi? Đấy, xong rồi đấy, than thở là nghề nó nhọ đây. Nhọ là nhọ cho 3 cái người đi xe máy bị nó đè ấy kìa. Không cứu được anh em ạ. Tôi phát khóc về cái tình huống này luôn vì... đấy, nó làm khổ người khác. Thực sự với anh em là tôi phát khóc về cái tình huống này luôn anh em ạ. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi video của tôi nha. Hẹn gặp lại anh em trong các cái video tiếp theo.